Rồi, trạng Bonsai Phú Yên, chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 26 tháng 1, mình thanh lý cho anh em một số cây cảnh các loại nha. Rồi, mà số 1 là hai cây hạ châu giống nha. Rồi, cây số 1 là cây bằng ngón tay tỏ nha mấy anh em, cao 25, tàn ngang 20. Rồi, cây số 2, cao tầm 15 nha, tàn ngang là 25, tàn bay tỏ là 25 nha mấy anh em, cây được trồng từ nhỏ nha. Phần cò lét được chọn giống quẹ sai và trái to nha mấy anh em. Rồi mẹ số 1 gồm hai cây hà châu giống là 150k bao ship nha, 150 em bao ship. Rồi qua mẹ số 2 là một cây bông trang rừng nha mấy anh em, trang rừng, cây này mọc cốt nè. Rồi em đo cái vành là 14 cm nha, chiều cao là 35. Vành 14, chiều cao 35. Cây sống khỏe nha mấy anh em. Trong này là nó cho hoa vành em luôn nha. Rồi 120k bao ship nha, 120 em bao ship cây trang rừng mã số 2. Rồi qua mã số 3 là một cây sam núi khai thác nha, cây mọc cốt dáng trực. Đây cành nhiều cũng nhẫn nha mấy anh em, cây này anh em giờ chơi tăng dù được nha. Cây sam khai thác, cây đang cho quả nè nha mấy anh em. Sam trái. Vành thân 7 cm, chiều cao là 30, tàn ngang 40. Rồi 250 em bao ship nha, 250k bao ship cây sam núi khai thác mã số 3. Rồi qua mã số 4 là một cây sung nha. Dòng này là dòng sai quả nha mấy anh em. Cây này bộ đớ trải rất đẹp nha, thân co lét bộ đớ trải nha. Rồi em đo cái quanh thân là 14 cm, chiều cao là 35, tàn ngang cũng là 35 nha. Rồi 130 em bao ship nha, 130k bao ship cái sung mã số 4. Anh em nào lấy là em đẹp chậu bó bao cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi qua cây sung mã số 5, cây nào bộ đớ cũng trải nha, thân co lét. Rồi em đo cái vành là 12 cm, vành thân 12 cm, chiều cao 30, tàn ngang 35. Bộ đớ trải nha, thân co lét. Rồi 130 em bao ship cái sung mẹ số 5. Rồi qua mẹ số 6 là một củ dúi nha. Củ gút đọt rất đẹp nha mấy anh em. Cây này đã sống khỏe qua đi một nước dây định hình nha. Vành 27, chiều cao là 35. Vành 27, chiều cao 35, tàn ngang là cũng là 35 nha. Rồi cây dúi mã số 6 giao lưu mấy anh em là 500k bao ship nha. Nè cây bộ đớ trải nha mấy anh em, cây gút đọt rất là đẹp nha, to nha, gút đọt lên rất đẹp nha mấy anh em. 500 em bao ship nha. Củ dúi, mấy củ này kiếm rất khó nha mấy anh em. Em bán thanh lý cho anh em 500k em bao ship nha. Rồi qua mẹ số 7 là một cây hạ châu, dòng hạ châu An Hải nha mấy anh em. Dòng lá rất đẹp, dòng lá này gần như là bụp sen nha mấy anh em, lá tròn bóng gần như là bụp sen nha. Rồi em ra cái vành thân, vành thân là 12, chiều cao tính từ mặt chậu lên tới đỉnh là 80, tàn ngang 40. Cây này cây quen nhân nha, dáng trực lét quen nhân nha mấy anh em. Dòng lá An Hải, lá tròn rất đẹp nha. Này nè, xứng leo lại gần như bắp sen nha. Rồi giao lưu mấy anh em là 450 em bao ship nha, 450k bao ship. Bên em ship toàn quốc nha. Rồi qua mẹ số 8, một cây hạ châu lá nhỏ nha mấy anh em. Cây này rất quái nha, bộ đớ nè, cây bờ đớ nó trải rất là dựng dàng nha.
Cây này dáng quái, mọc cốt lách nha. Cây rất dương nhưng mà anh em tay cành nhẫn nha. Tay cành tương đối nhẫn hết nha. Cây thành phẩm. Rồi em đặt cái vành là 30. Vành 30, chiều cao là 55. Tính từ mặt chậu lên tới đỉnh là 55 nha. Tà ngang từ bên đây qua bên đây là 40. Rồi cây này Hải Châu mã số 8. Em giao lưu mấy anh em là 550k em bao ship nha. 550 bao ship cây Hải Châu mã số 8 nha. Anh em nào lái là em đặt chậu báo báo cẩn thận gửi cho anh em nha. Cây bờ đứa rất đẹp. Rồi qua mã số 9 là một cây dúi. Một cây rửa dúi đổ co lét rất quá nha mấy anh em. Cây đã sống khỏe và cũng đã đi một lượt dây định hình nha. Rồi em đặt quanh là 18 cm, quanh gốc đây nha 18 cm, còn quanh thân ngay chỗ đây là gần 9 cm nha. Tàng đổ từ siêu đây nha, nó đổ tao trước đây là 42. Rồi cây rửa dúi mã số 9, một cây rửa dúi đổ nha. Hay giao lưu mấy anh em là 200k bao ship nha, 200 bao ship. Cây đổ rất ngờ thật nha. Rồi qua mẹ số 10, một cây linh sam. Cây linh sam ghép nha mấy anh em. Cây này cây ghép linh sam hạt gạo nha. Rồi em đặt cái vành thân là 10 cm nha, vành thân 10 cm, chiều cao 45, tà ngang là 30. Cây này cũng đã đi dây định hình hết rồi nha mấy anh em. Tay cành đầy đủ, giờ bị sơ lại nha. Quanh thân là 10 cm, chiều cao 45, tà ngang 30. Rồi 130 em bao ship nhé, 130k bao ship. Cây linh sam mã số 10. Rồi qua mã số 11. Mã số 11 là một cây ổi xị rừng nha. Cây bờ đớ cũ rất to nha mấy anh em, thân co lét. Rồi em đo cái quanh là 26, chiều cao 30, tà ngang cũng là 30 nha. Quanh 26, chiều cao 30, tà ngang cũng là 30. Quanh thân của nó kém một ném tay nha mấy anh em. Rồi cây ổi mã số 10, giao lưu cây ổi mã số 11, giao lưu mấy anh em là 230k bao ship nhé, 230 bao ship. Rồi video của em đến đây là kết thúc. Anh em nào đã xem video thì cho em xin một lượt đăng ký nhé. Rồi chào anh em.